Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Hùng đến từ công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và bây giờ hai anh em chúng tôi đang có một chuyến đi tới nhà anh Mạnh ở Mê Linh, Hà Nội. Thì mời các bạn theo dõi cung đường tới gần nhà anh Mạnh. Vâng, và đây là cung đường tới gần nhà anh Mạnh ạ. Thì anh Mạnh có nhờ công ty chúng tôi qua khảo sát mặt bằng và lên phương án cho anh căn nhà biệt thự 2 tầng tân cổ điển mái Thái. Thì xin bật mí với tất cả các bạn, thì hiện nay trên thị trường công ty Kisato chúng tôi là công ty duy nhất trên thị trường phục vụ khách hàng tại 63 tỉnh thành và là công ty và là công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế, áp dụng công nghệ mới từ khâu khảo sát tới khâu thiết kế như phản lại cam để cho khách hàng và kiến trúc sư có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, cho ra một ngôi nhà đầy đủ công năng, tiện nghi và mang phong cách riêng của khách hàng. Vâng, hẹn gặp lại các bạn ở tại nhà anh Mạnh. Vâng, xin chào tất cả các bạn, thì tôi đã có mặt tại nhà anh Mạnh ở Mê Linh, Hà Nội. Thì đây là hiện trạng lô đất nhà anh Mạnh. Đất nhà anh Mạnh thì hai mặt tiền. Đây. Sau này khi xây dựng thì anh sẽ san lấp lại mặt bằng. Đây, mặt tiền thứ nhất là mặt ngõ, mặt thứ hai ngoảnh ra trục đường lớn. Thì đều có thoát nước, đều hai mặt đều có hệ thống ống thoát nước rồi, hệ thống thoát nước chung của rãnh rồi. Điện thì cấp điện trước mặt, nước sử dụng nước sạch. Thì anh Mạnh có nhờ chúng tôi qua tư vấn thiết kế lên phương án cho anh nhà 2 tầng tân cổ điển. Thì mặt chính nhà anh Mạnh sẽ ngoảnh ra trục gần lớn và có một sảnh phụ ở ngoảnh ra trục đường ngõ này. Diện tích thì chúng tôi dự tính cho anh chiều dài là 11m và chiều rộng 9m. Thì đất nhà anh Mạnh đến mái tôn đỏ kia. Do ở đây gần sân bay nên chúng tôi không thể bay bằng flycam khảo sát quay mặt bằng lại cho anh được. Thì từ đằng sau, từ chỗ tôn đỏ sẽ anh sẽ cách 5m để xây nhà, xong bắt đầu xây nhà.